of it all comprised. Yeah, eyes, eyes, been in these skies. If I stuck there, feeling paralyzed, but I'm up now. We all too late to fall. Yeah, anyone that coming, I'ma lift them all. Never look down when it's risk of all. They got guts, gotta learn, gotta waste it all. Fence. Ain't got no feelings, we just flowing. Yeah, I'm that grain of sand that made it out the ocean. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world, my good explosion. Mình tên Bằng, mình sinh năm 2002. Mình đã cao hơn từ 1m63 là 1m65 sau khóa tập của Thanh Nguyên. 2cm, rồi em. Mình tên là Bo, mình sinh năm 2001. Mình đã tăng từ 1m74 lên 1m76 trong vòng 8 tháng. Tập với Thanh Nguyên. Hôm nay tụi mình sẽ thực hiện cho bạn một ngày trong giáo án Icon 8 nha. Rồi, bài đầu tiên này, vô tư thế nè. Bạn hãy chuẩn bị cho mình một chướng ngại vật cao thấp hơn đầu gối nha. Rồi đợi đến nè. Vô tư thế bắt đầu. 1 2 3 vô. Lên 10 giây nữa.
Rồi dừng. Well done. Hít thở 30 giây. Chuẩn bị chạy bứt tốc nha, chạy qua chạy lại nha. Chạy tới từ chiếc xi màu xanh tới chiếc xi màu vàng nha. Không không không. Chạy từ đây tới cái cây kia thôi. Bắt đầu từ đây. Rồi tư thế bắt đầu nè. Hai đứa đứng nè. 1 2 3 vô. Ba mươi giây rồi, cố lên. Tiếp. Cố lên 15 giây nữa, cố lên. Well rồi, done. Dừng. Hít thở 30 giây. Thôi giờ chờ nghỉ 60 giây luôn. 60 giây luôn. Hít thở đi. Gì tập 8 tháng rồi thở ghê quá. Chờ nghỉ 60 giây luôn. Giờ là Jimmy chết nha. Chết vô không vô gương này nè, chiếc gương này cho đẹp. Mình chết xong tới nhảy nâng cao đuôi.
Rồi Dân. Well done. Được, được, được. Mệt không? Mệt đã. Em muốn chúc các bạn trong cộng đồng phát triển chiều cao gì không? Cố lắm bạn. Vì một chiều nam có chiều cao tuyệt vời. Em ba lung rồi, ba lung mấy 76 rồi. Các bạn cố gắng tập thật nhiều, cần tụi cao thật nhiều lên. Sẽ được chiều cao mong muốn thôi. Ok. Rồi, cảm ơn bạn đã xem video 10 phút luôn.